Em Tuấn chào các bác nhé, cuối năm rồi ạ. Bác nào có nhu cầu âm thanh thì liên hệ với em Tuấn ngay. Các bác trong tháng này để bác nhanh hộ em. Hôm nay về tiếp tục một lô hàng này nữa. Em Tuấn sẽ báo giá tất cả cho các bác luôn. Báo và khai giá cho nó dễ. Bởi vì em không thích mở đâu. Em khai giá để cho các bác đi tham khảo chán. Cảm thấy hợp lý quay lại hò gọi cho em Tuấn. Thế cho nó dễ. Và cũng tháng 12 này cách đây 43 năm. Là em cũng chuẩn bị nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nên tháng 12 này em sẽ tung nhiều cái vòng xòe cho các bác đó. Nha, các bác sẽ đợi em Tuấn sẽ chi ân rất là nhiều cái cách đây 44 tháng này là cách đây 43 năm em chuẩn bị nhìn thấy mặt trời đấy. Loa karaoke, loa nghe nhạc, tất cả các dòng loa đều có hết cho các bác luôn. Đấy. Được chưa? Còn tiếp tục nữa bác nào lấy bạch trà lên đến đây. Bông còn kép này. Bông là bông kép luôn. Đấy. Họ bạch trà này, bác nhìn này. Toàn kép ba bông, hai ba bông luôn. Đấy, bạch trà đấy. Đây kép tiếp đi. Đẹp chưa? Đang ngắn lọa lại quay ra quay hoa. Rồi chào đón tháng 12. Nha, tháng có cách đây 40 mấy năm để em chuẩn bị chào đời. Vậy em Tuấn bắt đầu vào báo giá cho bác nhá. Những dòng loa này bác nào cần clip, có nghĩa đây em chưa dọn đâu, chưa lau đâu. Là những đôi loa nghe nhạc đằng kia chưa lau. Bác nào cần clip chi tiết thì khi đó em Tuấn sẽ lau dọn và em sẽ quay clip chi tiết gửi cho bác luôn, nó dễ. Còn hiện tại bây giờ hàng mới về, lau dọn nó mất thời gian lắm. Cứ bóc ra đã, quay cho nó dễ. Và bây giờ bác quay bác nhìn thấy nó thế này mà khi bác nhận hàng bác thấy nó ủi bóng loáng nó sướng, nó thích. Em vào báo giá luôn nhá. Báo giá. Mức giá trên này là mức giá em bán và bao hàng hoạt động bình thường hết. Đây là mức giá em bán, còn bác nào xác định mặc cả thì thôi, không phải gọi cho em Tuấn. Nói thế cho nó nhanh. Báo giá rõ rồi cho đi so sánh mà. Bắt đầu vào với lại clip đôi loa Phiway. Đôi loa Phiway này được thiết kế với lại một bát 30, một tép kèn, hai lỗ thông hơi. Lưới tai nhiệt xung quanh được bo hết, tất cả thùng là một thùng được bọc nỉ này. Bo hết. Dòng này thì các bác có thể nghe nhạc cổ, nhạc trữ tình Bodezo hoặc là hát karaoke rất là êm và hay. Phiway thương hiệu nổi tiếng. Bát 30. Con này đáp ứng cho những căn phòng 30-40 m². Đấy. Kích thước ngang của thùng 40. Cao của thùng 1, 2, 3, 60. Mức giá 6.6 triệu. Con Phiway. Đây. Phiway 6.6 triệu. Phiway. Hàng của USA nhé. Hàng Mỹ bác nhé. USA luôn. USA. Model 112DL. Mỹ. Sang tiếp tục BMW 450C. Hàng xịn cho bác ạ. 450C, công suất 500W, trở kháng 8 ohm, hàng xịn. Bao zin bao xịn cho bác luôn. BMW 450C. Dòng này thì gọi là huyền thoại rồi. Dòng này thì cực kỳ, nó là huyền thoại cho các bác luôn. BMW 450C, mức giá 4 triệu 3 một đôi. 4 triệu 3 một đôi. Đấy, bác đợi em nhấc cái căng cho bác xem nhé. Đấy, BMW 450C đây. Bát 25, hai tép hai bên. Dòng này thì phải nói luôn là nghe nhạc cũng hay mà hát karaoke thì cực kỳ hay luôn, là phê ấm áp. 4 triệu 3 một đôi mức giá bán. Tiếp tục sang đến đây nữa đó, đó là đôi loa B3. Đôi loa này thì quá VIP rồi, quá đẹp rồi, quá VIP quá đẹp nha. Mức giá 4 triệu 6 bao nhá. Mức giá 4 triệu 6, ok chưa? 4 triệu 6. Dòng này B3 này được thiết kế với lại một bát 25 ở chính giữa, hai con chung, hai con tép một thùng này. Có nghĩa là một cái thùng này là 5 loa, một con bát 25 to, một bát này này, hai con chung và hai con tép trên một thùng. Vậy là một đôi loa này có 10 con loa luôn. B3 thương hiệu đến từ Đức. Hàng bao zin bao xịn cho các bác luôn. Mức giá 4 triệu 6 một đôi. 4 triệu 6 một đôi ạ. Đây quay ra phía sau cho các bác nhìn cho nó dễ chi tiết luôn. Đúng là cho đi đôi đấy. Đây ạ. Dòng B3 này là B3 có model là HF101. Công suất 150W. Đây là công suất thực của em nói nhé. Độ nhạy 92dB, trở kháng 8 ohm. Cân nặng 13,2kg một chiếc. Con này có thể làm loa center này, loa surround này, đấy, gạt các chế độ. Ok chưa? Con này bác nào trên thì bó tay, mức giá đấy còn trên nữa chị. Sang tiếp tục đôi loa bên cạnh. Đôi này báo rồi bác nhé. Sang tiếp tục đôi loa bên cạnh này. Đó là đôi loa KP610. Đôi loa JBL KP610 Made in China. China. Công suất 300W, con này là loa full thiết kế bát 25.
bác nào cần vũ lực gia đình mà cần hát, cần chịu đòn khỏe, ví dụ như là nhà văn hóa hoặc là gia đình hoặc là các bác cần hát lớn, ông bà hát lớn, các bác cần những con này. Bởi vì là nếu như nhà bác nào mà rượu nhiều ấy mà bác hát con bát 25 này này, con dòng này nó cần êm ái, hay biết chơi. Còn cái dòng này nó chịu được đòn vũ lực, nên bác nào ở quê mà hay rượu chè hay hát nên lấy con này. Nó rẻ tiền mà nó chịu đòn được. Bát 25 loa full nhé, bát 25 tép kèn, mức giá 2.900.000 JBL này. Còn sang tiếp đây nữa là con này cũng là dòng loa nằm. Bác nào nhá, nếu muốn chịu đòn mạnh hơn thì sang lấy DK. Bởi vì BMB với lại B3 kia nó chịu đòn tầm vừa thôi. Nhưng con này sẽ chịu đòn tầm lớn hơn, bởi con này côn nó khủng hơn. Côn nó khủng hơn ạ. Côn khủng, cương khủng. Dòng này nó sẽ chịu đòn và bát súp mạnh hơn. Hai con này sẽ chịu đòn mạnh hơn. Con DK này cửa hàng đến thương hiệu của Anh Quốc. Con này thì bao phê cho bác rồi. Chất bát chịu lực tốt, đòn tốt, 3.3 triệu đô la DK này. Bát 25, 2 tép. Tóm lại là bác nào cần nội thất, em gửi nội thất cho con này quá quá đỉnh. Phê nặng lắm, rất là nặng. Nếu mà so nặng thì hai con kia không nặng bằng này. Tiếp tục sang đến đôi loa TG. Con này chịu đòn cũng tốt. Chịu đòn và công suất khỏe, mạnh. Một bát 25, 2 tép. Thương hiệu TG này thì các bác cứ gõ vào Google hộ em là TG này. Nhá, TG này 3.9 triệu nhé. 3.9 triệu. Sau đó em sẽ quay sang hai con đằng sau lưng. 3.9 triệu. Con loa TG này các bác cứ gõ TG model vào đây cho em. Ở trên tất cả các trang ấy, họ bán những đôi này này. Đây, bác cứ gõ lên Google nhé, TG TS MH100. Trên đấy có, họ bán hàng nhập về mới tầm 10 triệu đến 12 triệu 8 một đôi này nhé. Hàng made in Korea. Made in Korea, công suất max 500W, trở kháng 8 ohm. Hàng của Korea, hàng xịn luôn ạ. Được chưa? Những đôi này các bác cứ search luôn hộ em Tuấn nhé. Search lên Google nó ra giá luôn mà. Giá trên đấy thấp nhất từ 10 triệu 8 đến 12 triệu 6. Em search rồi. Em có anh em kìa. Đấy, giá thì em báo cho bác rồi đúng không ạ? 3 triệu mấy đây? 3 triệu 9 nhé, 3 triệu 9. Còn dòng DK này thì là chịu lực đòn tốt. Con này dùng rắc căn ngông nhé. Căn đông. Đấy, đây. DK đây. DK Radio King cái gì? Được chưa? Bọn này là ghi toàn công suất thực thôi bác ơi. Không bao giờ ghi vớ vẩn đâu, công suất thực đấy. Dòng này chơi bác nào cần, gia đình nào cần loa nằm chịu đòn tốt thì dùng con này. Loa nằm, còn loa đứng đây. Còn hai con kia thì nó lại cần biết chơi, biết xử lý. Đây, hai con này nhé, DK với lại TS chịu đòn rất là tốt. Sang đến đây, cuối cùng. Cuối cùng đó là ba con loa đến từ hai đất nước, hai thương hiệu. Con Tainoi với lại con BMW là đến từ Anh Quốc này. Còn con gì đây, con này con Panadim đến từ đất nước Canada. Con này đánh bát thì chưa thấy bác nào chê dòng này rồi. Bác, em vào tiếp đôi loa Tainoi. Đôi loa Tainoi này có loa Tainoi này model gì đây? Tainoi này là 633 nhá. Hàng xịn mới nhá. Hàng xịn luôn. Tainoi 633. Đây, Tainoi 633 có duy nhất một đôi, không có nhiều. Mặt vân đá trên. Đấy, con này cao thì là 1, 2, 3, con này cao 70. Hai bát, một tép ở chính giữa. Mức giá 6.900.000 đôi Tainoi này. 6.900.000 bao hàng xịn. Chất cho bác luôn. Sang tiếp tục, con này thì hàng quá xịn, chưa lau, bác nhìn này. Con này chỉ cần lau dọn đi cái thì như mới luôn. Đây là những cái vết gọi là hơi bụi mốc thôi nhé. Hơi bụi mốc thôi. Gần lau đi cái là nó trở về một đôi loa như thiếu thùng xốp luôn. Bởi vì đây con này nó nhìn như này nó đẹp lắm. Đôi loa BMW KW này em nhớ cái model này thôi nào. Con này đôi kia 79, con này 18.900.000 nhé. BMW KW. Đôi này thôi nào. Đôi này CDM7 413 414, con này CD liền kề luôn này. Ôi dồi, đằng sau lưng con này, chỗ này bác nhìn này, nó không bị bẩn này. Nó đẹp như mới luôn. Con này phải nói luôn là chắc lau đi thiếu thùng xốp thôi bác ơi. Đôi này các bác nào theo dõi trang của em cách đây khoảng 2-3 năm về trước, cũng như là hơn 1 năm, 2 năm về trước, những đôi này nó có tầm 23 đến 26 triệu, chứ không phải giá như bây giờ đâu nhé. Nó có 23 đến 26 triệu. Bởi tại sao dòng này đấy? Dòng này được rất nhiều người ưa chuộng bởi vì là nó rất dễ ghép âm ly. Và đặc biệt là ghép âm ly cho dòng này. Con này này, nó nghe chất âm nó chả thua kém con này mấy đâu. Nhưng mà cái hay của nó là rất là dễ ghép âm ly.
và âm ly của nó lại ghép hợp cho nó rất là bình dân, giá bình dân 18.900 con BMW KW này. Sang cuối cùng là đôi Panadim, con này thì ngày cách đây 4-5 năm về trước em hay giới thiệu là con này hơi sexy đấy, nó hở hết cả râu trong này này, cái màng này màng nó gọi là nhìn thấy nó hơi đục đục thôi. Đây là bên em chưa lau dọn luôn nhá, đây này. Chưa lau đâu cơ đấy này, lau được cái nó sáng choang luôn bác ạ, được chưa này, chưa lau, chưa dọn một cái gì cả, mặc nhện này đấy, được chưa, còn nguyên tất cả vẫn bao, hoạt động tốt cho bác. Con Panadim này để cho bác mức giá 7.900.000, các bác cứ tham khảo giá toàn quốc đi, sau đó hàng gọi nhanh nhanh, bây giờ em sẽ dọn sau cho bác. Panadim model 9SE hàng Canada nhé, Panadim 9SE hai lỗ thông hơi phía dưới. Ok, dòng này thì trung bình mức giá 12-13 triệu, 15 triệu ngày trước ấy, hai bát này đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại 0911 169961, nếu mà gọi em không nghe được thì các bác nhắn tin vào Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại cho em.